Anh sợ, anh làm cái trò gì đây? Ăn cơm chứ làm cái trò gì? Không nhìn thấy à? Có miếng thịt 7 ngày rồi, không ăn hết đi, ngày nào cũng bỏ ra liếm, liếm. Ăn tiêu là phải tiết kiệm, chứ cứ ăn như phá mả thì mấy mả hết. Liếm một tí cho có mùi là được rồi. Đời sống được mấy tí mà cứ phải lon ton tiết kiệm. Nay sống sờ sờ, mai có thể lăn đùng ngã ngửa ra. Mà anh ơi, anh cho em tiền đi làm bộ lông mày để chuẩn bị ăn Tết. Cứ rậm rạp như Trương Phi thế này đi đâu cũng ngại. Tiền làm vớ vẩn để mà ăn. Có dám mua cái gì hẳn hoi đâu mà ăn. Có mấy đồng bạc cứ ôm khư khư ở người ấy. Người ta làm đẹp lại bảo làm vớ vẩn. Hay là anh tiếc tiền? Không phải tiếc mà hơi xót tí thôi. Mình tiết kiệm được cái gì thì cứ tiết kiệm, mà không phải đi đâu làm lông mày lông tao gì cả. Để đấy tôi làm cho, đảm bảo là khác người. Đây, ngồi xuống kia tôi làm cho. Có mà chả đẹp gấp vạn lần quán ấy chứ. Đi. Đây, làm cho người ta hẳn hoi vào đây. Được rồi, khác được hẳn hoi. Đấy, rực rỡ thế cơ mà. Rực rỡ thật không đây? Lại chả thật, tôi có đùa với mình bao giờ đâu. Ôi trời ơi, đến nơi có bộ lông mày hơi bị được của nó đây. Đẹp không mẹ ơi? À, đẹp. 10 điểm, 10 điểm. Con vừa mới làm đẹp cho nhà con đấy. Sò ơi, mày cho mẹ mấy đồng đi xăm cái môi đo đỏ cho mỏ nó xinh. Cứ thâm sỉ thâm banh như kiểu là hai miếng thịt trâu nó đắp vào miệng, ngại ghê cơ. Xăm quả môi bây giờ cũng khối tiền chứ không ít đâu. Tiền con đang tròn một cục, ai lại xé ra? Mẹ thích thì anh cứ cho mẹ làm đi. Mẹ nuôi mày lớn gần này, lấy vợ xây nhà mẹ có đắn đo bao giờ đâu. Mày cho mẹ làm đi cho nó xinh. Thích mỏ đỏ chứ gì, khác có mỏ đỏ. Khác được đỏ. Đây, mẹ bôi cái này vào, đảm bảo là đỏ lử luôn. Đỏ ở đây là đỏ tự nhiên, chứ không phải là đỏ cái màu hóa học. Đỏ thật không đây? Thật, mẹ vào trong triển khai luôn đi, đảm bảo là lát nữa đỏ chết luôn. Ôi giời đất, quỷ thần thiên địa hội ơi, cái lão sò làm gì thế này? Trời ơi, Tiền mà đã chui vào túi ông thì đố mà ra được. cái lão sò kia làm gì quả lông mày của người ta thế này hả? Đẹp thế còn gì, tiếc rẻ mấy đồng bạc vẽ vớ va vớ vẩn. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đấy. Thằng ở mắt dậy kia phải cho tao bôi cái gì đấy. Ôi trời ơi, trẻ hết mỏ rồi. Ôi trời ơi. Thôi mình dừng lại cho tôi trả lời bà cụ cái đã. Sản phẩm ấy là được chiết xuất từ ớt. Đỏ căng mọng thế kia còn gì. Sống với cái loại hà tiện khổ đấy bao giờ. Hôm nay thằng Ngao nó về chơi đấy, đi chợ mua ít cá rồi về kho. Canh riêu thì mua ít mỡ mà cho vào. Ôi trời ơi. Thế lại phải tốn tiền à? Ai có mua kẹo bánh rau cỏ thịt thà
thì mau mau đến rồi xà vào đây. Cái gì cũng ngon tuyệt hảo ngất ngây lòng người. Gớm, quảng cáo ghê quá. Thế ngon thật hay là ngon đùa đây? Chả ngon thật thì sao? Em nói điêu bác làm gì? Đây này. Thế để tôi vài thứ. Nhớ là rẻ rẻ nhưng mà phải ngon đấy. Đã rẻ lại còn muốn ngon. Cô cho tôi mượn cái thớt một lúc nhé. Thích cá kho. Có cá kho. Ngon luôn. Cho tí muối vào cho nó đậm đà. Thế này cành diều thao hồ mỡ. Béo ngậy luôn. Chả mấy khi em về chơi. Hôm nay bác sò đãi em món gì nào? Quý chú lắm. Nên là hôm nay tôi mới đầu tư. Thứ nhất là cái món muối kho cá mắm. Thứ hai là món rau béo ngậy. Húp một miếng có mà chả muốn đứng dậy. Ôi giời ơi. Đời thủa nhà ai. Cá mắm lại đi kho tương. Thế này mới ăn được lâu chứ. Canh diêu hôm nay màu mỡ ghê nhỉ? Cũng nhờ cái thớt thái thịt nhà cô Ốc đấy. Ôi giời, cái thằng này ăn uống thế nào đây? Mai kia nằm xuống có mang được tiền đi không mà khổ thế? Mình ơi, đưa cho tôi cuộn giấy vệ sinh với. Đây, anh dùng cái lá này này, dùng giấy vệ sinh lại tốn kém. Này. À đúng rồi, tiết kiệm được ngần nào hay ngần đấy. Vừa nãy mình đưa cho tôi cái lá gì đấy? Lá giấy đây, tha hồ mà tập thể dục cái bàn tay. Ôi giời. Ôi